Theo số liệu báo cáo từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh, trong ngày 20 tháng 9, Bến Tre đã tiêm được hơn 10.000 liều vaccine, trong đó hơn 5.700 liều mũi 1, hơn 4.700 liều mũi 2. Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, Bến Tre có tổng số hơn 204.000 người trên 18 tuổi đã được tiêm vaccine phòng COVID-19, đạt tỷ lệ gần 21% dân số toàn tỉnh. Trong đó có gần 150.000 người được tiêm mũi 1, đạt tỷ lệ 15,2% dân số. Hơn 54.000 người đã tiêm đủ 2 liều vaccine, đạt 5,5% dân số. Các buổi tiêm diễn ra an toàn, người được tiêm có sức khỏe ổn định. Hiện Bến Tre đang khẩn trương triển khai tiếp các đợt tiêm chủng vaccine được phân bổ, trả liều cho các đối tượng tiêm mũi 1 đủ thời gian, tiêm mũi 1 cho các nhóm đối tượng ưu tiên, gồm phụ nữ mang thai, người trên 65 tuổi, người có bệnh lý nền, người phục vụ trong các cơ sở dịch vụ cung ứng hàng hóa thiết yếu, giáo viên, công nhân, viên chức, người lao động, chức sắc, tôn giáo, hướng đến mục tiêu tạo độ bao phủ vaccine cộng đồng sớm nhất.